Chào mừng các bạn đến với podcast của Cardano.vn Đây là podcast số 274 Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2024 Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài Ví Data Lúc là gì? Nếu bạn cài đặt ví Data Lúc trên máy tính của mình Nốt Cardano sẽ được cài đặt cùng lúc Sự khác biệt giữa Data Lúc và các ví nhẹ như Yoroi, Lace, ethan Nami và nhiều ví khác là gì? chúng tôi sẽ giải thích những khác biệt cơ bản trong bài viết. Ví và nốt đầy đủ Mỗi ví blockchain phải được kết nối với một nốt đầy đủ để tương tác với blockchain. Ví là một giao diện người dùng cho phép người dùng xem họ sở hữu bao nhiêu xu và token. Hơn nữa, ví cho phép họ gửi giao dịch. Trong trường hợp của các Dano, ví được sử dụng để tạo một giao dịch đặc biệt với chứng chỉ ủy quyền ủy quyền Asia cho nhóm đã chọn. Ví cần đọc dữ liệu được lưu trữ trong blockchain và thay đổi thêm trạng thái của blockchain thông qua các giao dịch. Tất cả các giao dịch hợp lệ sẽ được đưa vào khối. Mỗi khối mới được thêm vào blockchain sẽ thay đổi trạng thái hiện tại của sổ cái. Người dùng có thể chạy nốt của mình mà ví được kết nối cục bộ hoặc ví của anh ấy có thể kết nối với nốt từ xa do người khác, bên thứ ba, vận hành. Khi cài đặt ví Dadaloop, nốt các Dano sẽ tự động được cài đặt trên máy tính cục bộ. Dada Loop được kết nối với nốt thông qua giao tiếp giữa các quá trình, IPC. Khi bạn mở Dada Loop, nốt các Dano cũng sẽ tự động khởi động. Khi bạn đóng ví, nốt các Dano sẽ tắt. Có nốt trên máy tính của bạn có nghĩa là không cần phải tin tưởng vào bên thứ ba. Thông qua Dada Loop, có thể tương tác trực tiếp với mạng Blockchain, cái gọi là ví nhẹ kết nối với nốt các Dano từ xa do bên thứ ba vận hành. Ví nhẹ đầu tiên trong hệ sinh thái Cardano là do Roy, được kết nối với nốt Cardano do Emugo vận hành. Đồng bộ hóa blockchain Nốt đầy đủ tải xuống các khối mới và xác thực chúng, bao gồm tất cả các giao dịch. Các khối này sau đó được thêm vào phiên bản cục bộ của sổ cái. Điều này có nghĩa là việc vận hành một nốt đầy đủ cần có bộ nhớ đủ lớn. Ngoài ra, còn có những yêu cầu về khả năng tính toán và kết nối Internet tốt nếu bạn chạy một nốt đầy đủ lần đầu tiên nó phải tải xuống toàn bộ lịch sử blockchain từ các nốt mạng ngang hàng và xác minh nó việc này có thể mất vài giờ hoặc thậm chí vài ngày tùy thuộc vào khả năng tính toán và kết nối internet của bạn quá trình này thường được gọi là đồng bộ hóa nốt sẽ dần dần đạt đến điểm biết toàn bộ lịch sử tất cả các khối và có thể bắt đầu xác thực các khối hiện tại nếu một nốt đầy đủ chạy vĩnh viễn nó sẽ thêm một khối mới vào blockchain cứ sau 20 giây. Ví được kết nối có thể ngay lập tức cung cấp cho người dùng thông tin cập nhật và cho phép họ gửi các giao dịch mới. Đây là cách hầu hết các ví nhẹ hoạt động vì các bên thứ ba luôn có nốt các Dano chạy. Dada lúc cũng có thể làm được điều đó, nhưng chỉ khi bạn luôn mở ví và không bao giờ tắt máy tính. Điều này có thể liên quan đến chi phí bổ sung. Nhiều người dùng tắt máy tính hoặc đóng ví khi không cần thiết. Trong trường hợp này, các nốt các dano cũng sẽ ngừng hoạt động điều này có nghĩa là không có sự đồng bộ hóa trong thời gian này khi người dùng mở đa sau một thời gian trước tiên quá trình đồng bộ hóa phải diễn ra nốt các dano phải tải xuống và xác thực tất cả các khối mới kể từ lần tắt cuối cùng chỉ khi đó ví đa mới có dữ liệu cập nhật về trạng thái của blockchain nốt các dano tắt càng lâu kể từ lần đồng bộ hóa cuối cùng thì thời gian đồng bộ hóa sẽ càng lâu một số người dùng thỉnh thoảng mở Dada lúc ngay cả khi họ không cần ví, sau vài ngày, để đồng bộ hóa. Máy tính để bàn đang ngày càng ít được sử dụng. Hầu hết mọi người đều tắt máy tính sách tay của họ, hoặc chuyển sang chế độ ngủ, vào ban đêm, thường là để bảo vệ môi trường, đặc biệt là giới trẻ sử dụng điện thoại di động và có thể không có máy tính ở nhà. Để phi tập trung, đây là một thách thức chúng ta phải giải quyết. Nên dùng Dada lúc hay ví nhẹ. Nếu bạn muốn tương tác không cần tin cậy với mạng các Dano và không muốn tin tưởng bất kỳ ai, bạn phải chạy một nốt đầy đủ. Con đường dễ nhất là Dada Loop. Trong trường hợp này, bạn phải có đủ tài nguyên máy tính cho một nốt đầy đủ và mong đợi rằng quá trình đồng bộ hóa sẽ diễn ra. Nhiều người dùng không muốn chạy một nốt đầy đủ vì nhiều lý do. Họ thích sử dụng ví nhẹ hơn, ví nhẹ chiếm hầu như không có dung lượng trên đĩa cục bộ. Chúng ngay lập tức hiển thị dữ liệu hiện tại, tiền, và cho phép bạn gửi giao dịch mà không cần chờ đợi, không cần đồng bộ hóa. Hàng nghìn người dùng có thể kết nối với máy chủ của bên thứ ba cùng một lúc. Sự thoải mái của bạn phụ thuộc vào mức độ đầu tư của bên thứ ba vào cơ sở hạ tầng. Người dùng ví nhẹ phải biết rằng kết nối với mạng các Dano phụ thuộc vào bên thứ ba, đã đa lúc có giúp ích cho mạng lưới không? Cần lưu ý rằng nốt các Dano được cài đặt cùng với ví Dada lúc chạy ở chế độ thụ động nốt này không đúc các khối mới. Nó chỉ xác nhận các giao dịch mới thông qua các khối mà nó nhận được. Nếu bạn chạy ví Dadaloop trên máy tính sách tay của mình, bạn sẽ duy trì phiên bản sổ cái của mình. Tuy nhiên, bạn không giúp mạng bất kỳ điều gì liên quan đến việc tạo khối, phân phối giao dịch của người dùng hoặc lưu trữ tạm thời chúng trong mempool. Nốt các Dano đang hoạt động cần có thêm một lớp bảo vệ, bao gồm việc cài đặt hai relay nốt. Do đó, các nốt sản xuất khối nhóm được ẩn đằng sau các relay nốt việc thiết lập này phức tạp đối với nhiều người dùng bình thường và yêu cầu một cơ sở hạ tầng nhất định mà người dùng gia đình thường không có như vậy theo quan điểm của chúng tôi mọi người nên tuân thủ các nguyên tắc phi tập trung sự độc lập của bên thứ ba là một trong số đó đó là lý do tại sao mọi người nên chạy nốt đầy đủ của mình mặc dù nó ít thực tế hơn đối với hầu hết người dùng không thể cho rằng mọi người sẽ mua thêm một máy tính vì sự phi tập trung. FPO biết cách vận hành các nốt sản xuất khối một cách đáng tin cậy trong môi trường gia đình hoặc họ có thể sử dụng các dịch vụ cloud. Lịch sử cho thấy người dùng không quan tâm đến việc chạy các nốt đầy đủ. Chỉ có khoảng 5% người dùng sử dụng ví tự quản lý. Trong mạng Bitcoin, chỉ 0,002% số răng nơ nốt đầy đủ của họ. Trong trường hợp của các Dano, số liệu thống kê rất có thể trông giống nhau, số lượng nốt tương đối lớn và số lượng người nắm giữ AJA nhỏ hơn. Rõ ràng ngành công nghiệp crypto đang hướng tới đâu, người dùng phải có máy trạm nhẹ với mức bảo mật tương tự như các nốt đầy đủ. Mitrin là một trong những công nghệ có thể đưa chúng ta hướng tới mục tiêu này. Các bạn vừa nghe xong post các số 274 của kênh các vn với nội dung, ví Dada lúc là gì? Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các post các tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần, chúng tôi có post các phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các post các tiếp theo.